Rồi các bạn nhau người xem nha. Rồi tiếp tục hôm nay thì mình trở lại chùa Nha Sư cũ các bạn. Đó thì mình gặp chú nghệ nhân, chú Phon đã lên hoa văn, cũng đã sắp sửa xong các bạn. Đó, đây là nghệ nhân lên hoa văn thì bữa hổm mình cũng có quay một clip cho các bạn xem. Đó là chú Phon ha. Đây. Chú Phon là tay nghề là mấy chục năm trong nghề nha các bạn. Chú vẽ là không cần ra lập lăng trước luôn nha, tại vì kích cỡ đồ nó nằm ở trong bụng của chú hết rồi. Thì chú vẽ năm nay là 76 tuổi rồi chú ha. Đó, chú 76 tuổi rồi. À, bữa hổm con cũng có nghe lời kẹp men nó chổng là chú là của chú là ba vợ của nghệ nhân Danh Vũ luôn hả? Đúng rồi. Wow, vậy là phải rồi. À, vậy rồi chừng nào mới lên qua văn ở đằng Nha Si mới chú? Tính 11 gì đó để đi coi cái chủ vẽ làm sao cho mình vẽ cho ai vẽ. Ờ, vậy sao mà con nghe một số người là nghe nói là bên bên của nghệ nhân Danh Vũ vẽ luôn đó. Thì con tôi kia cũng dễ nhưng mà giờ bữa hổm đi giờ không có thấy nhúc nhích gì hết chứ. Ờ vậy đó ha. À, chú coi cái các bạn xem cái tay nghề của chú Phon vẽ nè. Chú rất là lớn tuổi nha, nhưng mà các bạn coi là chú cầm cái cây cọ tới giờ vẫn chưa rung tay luôn á. Phải nói luôn không các bạn? Có chia sẻ kinh nghiệm nào cho bà con biết không chú Phon? Tới giờ tay chân chú còn quá chật giờ vững luôn à. Đúng là chặn tuổi chú mà cầm cọ mà vẽ những cái nét nhỏ này là rung lắm chứ chú hả? Nhưng mà các bạn coi cái tay của chú Phon mình là những cái nét vẽ nhỏ nhưng mà cái tay của chú Phon mình không rung nha các bạn. À, đúng là đỉnh cao chưa, là chú năm nay 76 tuổi rồi đó. À, chú vẽ bây giờ là chỉ là dòm vô là vẽ tưởng tượng thôi chứ không có cần là phải là lên qua văn trước luôn, không có ra cái mẫu trước hả chú Phon ha, không cần luôn đó. Ở bữa hổm thì mình cũng có quay cho các bạn xem, đó là chú vẽ trực tiếp cầm là vẽ là lấy luôn đó. Rồi thì bữa nay nữa là xong luôn rồi chú Phon ha. Đó. Đó thì thôi mình cũng quay những cái nét hoa văn tổng thể cho các bạn xem của ghe ngò Cà Nhung nha các bạn. Ủa ghe của Nha Si cũ, nhưng mà ghe này thì các bạn cũng đã biết, mình cũng có quay trước cho các bạn xem là ghe này là tài trợ cho chùa Cà Nhung nha. Thì thôi mình cũng quay tổng thể cái nét hoa văn nè cho các bạn xem lại ha. Quá đẹp nha. Ở đây là do nghệ nhân chú Phon nha. Chú Phon là đây là cũng là nhạc gia của nghệ nhân Danh Vũ các bạn. Quá đẹp. Nhạc gia của Danh Vũ nha. Đó là bữa nay nữa là kết thúc. Ở đằng này là cái ở đằng này cái mũi hay cái đuôi ha chú? Đuôi. Ờ cái đằng này lái ha. Ờ. Rồi chú mới vẽ đẳng bây giờ chú lại vẽ cái lái nha các bạn. Khuôn sẵn các bạn thấy chú vẽ chưa? Tài không rung luôn. Phải nói là đỉnh cao của chú Phon. Quá đẹp. Ghe chiều dài là một 29m9 nè. Chứ không được 30m nha các bạn. Ta không cho chẳng mà. Dạ, không cho chẳng chú ha. Đó. Đẹp cái ghe ngò luôn rồi. Đó thì mình cũng quay tổng thể một cái nét quê dân cho các bạn xem một cái ha. Đây, mắt mũi. Quá độc đáo luôn kìa. Đằng này thì cái lái nha các bạn, ở đẳng là cái mũi. Kỳ luôn. Thì bữa nay nữa là đã hoàn thành
nhưng mà cũng không biết chừng nào để hạ thủy và sẽ giao cho chùa Cà Nhung thì mình chưa biết nha các bạn. Để nữa mình hỏi coi, nếu mà mình biết được cụ thể thì mình cũng quay hạ thủy để cho các bạn những người xem để tham khảo ha. Đó. Phải nói là đẹp cực kỳ. Đó, mình quay cái mé rồi thì thôi mình quay bên trong lại cho các bạn xem nè. Những cái dán này thì dán đã bữa hổm để một đống bên đó đó các bạn, thì hiện tại nó đắp xong thì tính là cũng đã khô hết rồi ha, cũng giáp năm rồi. Dán này là dán giáp năm hết rồi đó. Đây bên trong này các bạn sẵn quay dài cho các bạn những người xem để chiêm ngưỡng. Này nước mưa nha các bạn, nước mưa phải nói là đẹp lung linh chưa. Nó đã hoàn chỉnh một chiếc ghe lớn, tổng chiều dài thì 29m9, là do nghệ nhân là chú Paul nhạc gia của nghệ nhân Danh Vũ vẽ. Còn đóng ghe thì của anh Ren, của cái tên quên mất tiêu nữa rồi, Ren, phải nói cực kỳ ha. Đây là cái mũi đã hoàn chỉnh, và bữa nay là kết thúc luôn nha các bạn, bữa nay là đã hoàn thành luôn, quá đẹp. Còn ở bên trong thì mấy chiếc ghe ngò ở trong, như là chiếc ghe ngò ở trong cũng đang sửa chữa nữa các bạn, đang sửa chữa lại. Đây là những cái nét quay văn của chú nghệ nhân Danh Phôn, chú Phôn. Quá độc đáo, vẽ là không cần ra lập lăng trước luôn các bạn, tại chú đã vẽ mấy chục năm rồi, cho nên bây giờ là chú cầm rọ là chú vẽ thôi. Đỉnh này ha. Đã hoàn chỉnh hết rồi đấy nha các bạn. Bên đây quay xuống cái chỗ bạn thấy tổng thể cái ghe này, ở chồng đang làm gì, quả gì hả? Giỏi gì ta, để vô chồng coi. Rồi vậy thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Đó thì hôm nay mình đã lại đây mình quay tổng thể cho các bạn biết, thì chiếc ghe ngò đã hoàn thành của nhà sĩ cũ, đó lên quay văn đã đẹp đẽ bình thường, xong hết rồi đó các bạn. Rồi vậy thì xin tạm biệt các bạn nha.